Đến với Anna Phương Trần Channel. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một cái món mà mình rất là yêu thích, và mình cũng đã nhận được rất là nhiều comment các bạn yêu cầu mình làm cái món này. Đó là cái món chân gà phô mai cay của Hàn Quốc. Đó, cái món này nó sẽ hơi cay cay nha. Bạn nào mà thích ăn cay, thích ăn chân gà thì mình mời các bạn hôm nay cùng vào xem cái clip này để xem cách mình thực hiện cái món chân gà phô mai cay của Hàn Quốc tại nhà như thế nào nha. Và đây là nguyên liệu làm món chân gà phô mai cay của Hàn Quốc nè các bạn. Đầu tiên thì mình cần có là chân gà và hành lá. Ở đây thì mình sử dụng có là mozzarella cheese với lại cheddar cheese. Đó, mình cần thêm nữa là tương ớt Hàn Quốc. Đó, các bạn có thể dễ mua ở chợ Hàn Quốc nha. Còn đây nữa là bột ớt Hàn Quốc. Và mình sẽ cần thêm nữa là dầu mè. Rồi bây giờ mình cũng bắt đầu thôi. Đầu tiên thì mình sẽ rửa sạch chân gà và sau đó mình sẽ cắt bỏ cái phần móng của chân gà nha các bạn. Bạn nào mà thích ăn chân gà rút xương thì mình sẽ rút xương, cái món này rút xương trước cũng được. Nhưng mà tại mình thích ăn gặm xương luôn cho nên mình để xương. Sau đó thì mình sẽ bắt một nồi nước sôi. Đợi khi nước sôi rồi thì mình sẽ bỏ chân gà vào. Và các bạn nhớ là nêm thêm một chút xíu muối nữa nha. Bây giờ thì mình sẽ rửa sạch hành lá. Còn về hành lá thì mình sẽ tước sợi sợi nhuyễn nhuyễn một chút xíu để mình chủ yếu là trang trí để trên mặt của chân gà cho nó đẹp thôi. Chân gà của mình thì mình sẽ luộc khoảng là tầm 15-20 phút nha các bạn. Đó, bây giờ chân gà của mình cũng đã chín rồi nè. Bây giờ mình chuẩn bị vớt chân gà ra nha. Mình sẽ rửa sạch qua với nước lạnh và sau đó thì mình sẽ ngâm với nước đá nha các bạn. Tại vì khi mà chân gà luộc xong nó sẽ bị mềm á, mình sẽ ngâm với nước đá cho chân gà của mình nó săn với là nó cứng lại. Mình sẽ ngâm khoảng là cũng 15-20 phút nữa nha các bạn. Và đây là chân gà sau khi nó được ngâm khoảng 20 phút nè các bạn. Đó, bây giờ chân gà nhìn thấy ngon chưa? Nó săn lại với là nó nở bự ra nữa đó. Bây giờ mình sẽ bỏ ra dĩa nha. Bây giờ công đoạn tiếp theo bắt đầu mình sẽ làm sốt. Đầu tiên thì mình sẽ cho dầu ăn vào đây. Đó, kế tiếp mình sẽ cho đây thêm là khoảng 2 muỗng ăn dầu mè nha các bạn. Và mình sẽ bỏ vào đây là 1 muỗng ăn tương ớt Hàn Quốc. Đó, bạn nào thích ăn cay thì mình sẽ bỏ thêm 2 muỗng ăn tương ớt Hàn Quốc nữa nha. Và tiếp theo đó là 1 muỗng ăn bột ớt Hàn Quốc. Mình sẽ bỏ thêm là 2 muỗng ăn nước tương. Và khoảng là 3 muỗng ăn đường nha. Và nửa muỗng ăn muối. Bây giờ thì mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp sốt của mình lên nha các bạn. Các bạn nhớ trong lúc mà mình bỏ sốt đó, bạn để lửa vừa vừa thôi nha. Mình để lửa lớn quá thì cái sốt của mình nó sẽ bị khét, cho nên nhớ đừng để lửa lớn nha. Đó, bây giờ cái sốt của mình nó đã thấm, nó đã đều rồi. Thì mà bây giờ mình sẽ cho chân gà vô. Mình sẽ trộn đều chân gà, để lửa nhỏ luôn các bạn, tầm khoảng là 10 phút nha, cho chân gà nó thấm sốt. Đó, các bạn thấy chưa, bây giờ nó đã thấm sốt, trời thơm quá và lên cái màu cũng đẹp nữa. Tiếp theo sau đó thì mình sẽ lấy một cái chảo khác và mình sẽ cho vào đây cái phần chi mà mình đã chuẩn bị sẵn từ lúc đầu đó các bạn. Đó, ai thích ăn nhiều hay ít gì đó thì tùy theo ý của mỗi người nha. Mình sẽ bỏ sao cho chi nó đều hết cái mặt chảo. Và mình cũng nhớ là sẽ để lửa vừa nha các bạn. Đó, để tới khi nào chi nó tan, nó chảy ra vậy nè. Đó, nó sẽ dính lại nhau hết. Thì mình sẽ múc cái phần chân gà bỏ lên trên mặt của phần chi nha. Đó, các bạn thấy đẹp chưa? Hấp dẫn quá luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ hết chân gà của mình lên này. Sau đó mình sẽ rải một ít sốt lên. Trời ơi, ngon quá. Và không quên là rắc thêm một miếng mè trắng nha các bạn. Món của ăn của người Hàn á, họ rất là thích rắc mè trắng ở trên. Và cuối cùng nữa là mình sẽ bỏ một ít hành hồi nãy mình đã tước đó lên trên mặt. Đó, các bạn thấy bây giờ đã giống trong nhà hàng chưa? Ta-da, ta-da! Thành phẩm rồi nè các bạn. Đó, bỏ lên cái chảo luôn.
Đó, các bạn thấy hấp dẫn chưa? Cái món này là mình làm xong ra là mình phải ăn liền nha các bạn. Tại vì cái chi này á là nó sẽ rất là mau nguội, mà khi mà nó nguội lên thì nó đóng thành một cái mảng á, lúc đó thì mình sẽ không có kiểu như là mình chấm với cái chi kéo lên được nha, nó hơi khó. Đó, bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Ồ, đó các bạn thấy không? Trời ơi, chết tươi. Thơm quá. Đã quá. Trời ơi, cái vị nó cay cay. Nhưng mà tại vì mình có chi á, khi mà cái gì cay mình ăn kèm với chi nó sẽ giảm bớt cay nhiều lắm các bạn, cho nên á đã quá. Ngon quá. Ý là mình mới nấu trên bếp nóng là các bạn thấy nó gần muốn nguội à. Ăn không nó cũng hơi cay cay á nha. Trời, biết cái này con gái ăn được không? Vicky ơi, come here. Nó không ăn được cho nó ăn chi. Vicky, say hello. Hello. Hello các bạn. Hello các bạn. Trời, cái miệng nó hello mà cặp mắt của nó dán về cái chảo. Gì con? Cái này là chi. Đó. Cheese, I want cheese, please. Nè. Ồ, ngon không? Dạ. Chi lên ăn. Cay không? Không có. Ăn cay hay gì ta? It is hot. Mình thì sợ mập, mình ít ăn chi. Làm chi nhiều cho nó ăn thôi. Mình ăn chân gà. Ngon quá mẹ ơi. Mẹ a great cook. Thank you Vicky. Trời, nó khen á. Rồi, con kéo lên. Hot. The pot is so hot. Nó mau nguội ghê các bạn. Chi nó mau nguội. Đó. Béo quá. Cái này mà nãy lúc mà mới nấu ra các bạn, lúc mà cái chi nó còn chảy á, bạn nào mà thích ăn mì á, mình bỏ mì gói vô mình trộn chung với cái chi này, ăn chung với cái này là cũng rất là ngon các bạn. Giống như kỳ mình làm cái món bạch tuộc sốt cay đó, bỏ mì gói vô ăn cũng ngon vậy đó. Bạn nào muốn ăn cho nó no luôn á, bỏ mì gói vô thêm. Còn mình nó chừa bụng ăn vậy được rồi, khỏi mì gói. Con không ăn chân gà hả? Con ăn chi không hả? Oh, it's yummy. Cheese are yummy. Mẹ ơi, mưa outside. À, trời ơi, tiếng Anh phải tiếng gì? Mưa outside. Bỏ lên. I like that too. Nó khô rồi. Chi nó khô rồi. Bên đây trời lạnh đó các bạn. Nó mau mau nguội quá. Mấy hôm nay mình ra clip nhiều, bạn bè mình hỏi chứ ủa có chuyện gì vui mà ở nhà làm clip nhiều, nó không có đâu, tại có buồn, tại có chuyện nhiều chuyện buồn á, mấy cái thời gian ở nhà ra clip. Bạn nói ủa kỳ vậy, buồn mà sao có tâm trạng làm. Thật sự mình là một người rất là tích cực, biết không? Nhiều khi á, khi mình buồn á, rồi mình ngồi một đó, rồi mình như mình ngồi một chỗ trong phòng này kia nọ, cũng không có ai đến là an ủi tâm sự với mình đâu, tại thật sự là cuộc sống ở đây ai cũng bận rộn hết á. Cho nên một cách nhanh nhất để mà làm cho mình thoát khỏi những cái chuyện không vui, chuyện buồn là mình hãy kiếm chuyện này chuyện kia tích cực làm lên gì đó, là tự mình an ủi bản thân mình thôi. Chứ bây giờ mình cũng làm mẹ, hồi xưa mình còn nhỏ không có chuyện gì buồn là chạy tới kêu bố mẹ, còn bây giờ mà đã thành bố mẹ ba mẹ rồi thì là có chuyện buồn là ráng chịu, tự lo. Ngồi xuống. Nè, rửa lên đĩa. Nè.
Cái này đếm từ 1 tới 10 bằng tiếng Việt à? Hả? 1 to 10 in Vietnamese. Một, hai, ba, bốn, năm. Đếm nữa, không sao cứ đếm đi. Sáu. Ừ. Bảy. Lao đỡ. Bảy. Ừ. Mười. Nó bảy một cái bắn chiếu phát lên mười. Bảy rồi tới tám. Bảy, tám. Bảy, tám. Chín. Chín. Mười. Mười là ten đó. Mười. Ừ. Chương trình dạy tiếng Việt xin được phép bắt đầu. Chân gà. Chân gà là chicken feet. Mày giờ mày nói tiếng Anh có tiếng Việt nha. A dog. Con chó. Giỏi. Fish. Con cá. Giỏi. Pig. Con heo. Ừ, giỏi. A cat. Con mèo. Giỏi. Penguin. Chim cánh cụt. Ờ, giỏi. Con gì nữa ta? No. A horse. No, I'll do it. A horse. Không biết, không biết là không cho ăn. A horse là con gì? Con ngựa. Con ngựa. Chicken. Mommy, what about I do English and you do Vietnamese? Trời ơi, mẹ biết tiếng Việt rồi, cần chi rồi. Nó nói với thôi giờ con nói tiếng Anh, mẹ nói tiếng Việt. Trời ơi, mẹ biết tiếng Việt rồi, đâu cần nói đâu. Bây giờ... Ủa má nói con gì quên rồi. À, chicken, chicken là con gì? Chicken. Ừ. Chicken là con gì? Chicken is a food. Con gà. Con gà. Ừ. Cheese. Cheese hả? Cheese Việt Nam kêu bằng phô mai á. Cheese. Trời, nó có đòi là mình, nó nói tiếng Anh, mình tiếng Việt hoài, khổ ghê. Rồi con nói đi. Horse. Con ngựa. Red. Hả? Red. Red hả? Hay red? Uh-huh. Red color hả? Uh-huh. Màu đỏ. Pink. What about I? Pink. I'll do it in English. You do it with my me. Pink. Màu hồng. Giờ nó kêu cho mẹ nó tiếng Việt đi, trời ơi. Chicken. Con gà. Light. Hả? Light. Đèn. Chair. Ánh sáng, chair là cái ghế. A pot. A pot. Cái nồi. A cup. Cup. Cái ly, cái tách. Water. Nước. Water. Đó, con còn có nói là mẹ ăn hết luôn nè. Nãy giờ cái chân thứ 5 à. Nè, chopstick. Đôi đũa. Đôi đũa. Đôi đũa. Đôi đũa. À. Fork. Cái nĩa. Then it's your turn. Your turn, mama. Your turn. Ai? You do. Không, mẹ. You do in English and I'll do with mommy. Okay, rồi ai? I. Ai. Light. Con mắt. Ta thì không có ăn đâu. Này ăn này vừa dơ tay vừa ít thịt nó đá thì đâu ăn đâu. Cái này mẹ con mình ăn hết. And I eat cheese. You eat cheese. Cheese are my favorite. Mẹ sợ mập, mẹ không ăn cheese. Mẹ ăn chân gà. Rồi, cheese giờ nó khô nhìn như cái trứng vậy. Ngon không? Cái này là bạn nào mà không muốn giơ tay á thì mình trước đó đó mình sẽ rút xương sẵn á, mình ăn kiểu chân gà rút xương với chi cũng ngon nha các bạn, với phô mai cay cũng ngon. Nhưng mà tại vì cái tánh mình thích gặm xương lắm. Cái này mà rút ra hết xương là giống như có miếng thịt vậy, không ăn không thì nó ngán phải không? Thôi kỹ gặm gặm với xương thì nó đã. Mm.
Daddy is in his room. Mm. And Sophia is sleeping. And she is not making any noise. Mommy tên gì? Mommy tên mẹ. Mommy tên mẹ. Trời ơi, chết tôi rồi. Mommy mà tên mẹ gì? Mommy tên gì? Hả? Không biết mà. Mẹ Phương. Ừ, mẹ tên Phương. Trời ơi, Mommy tên mẹ mới đau. Daddy tên gì? Vinh. À, trời, nó biết tên Daddy nữa hả? I think Sophia. Ngoại tên gì? King. Tưởng nó ngoại tên ngoại. Ngoại tên ngoại. Ngoại tên ngoại, không phải nha. Ngoại là tiếng gọi xưng hô thôi chứ không phải cái tên nha con. Hôm nay. Đấy, mẹ lau miệng cho sạch nè. Dính lên tới con mắt luôn. Rồi con no chưa? Dạ. Dạ no. Dạ no. Rồi, ok. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mẹ con mình đến tận giờ phút này nha. Và mình chúc là các bạn sẽ làm thành công món chân gà sốt phô mai cay tại nhà nha. Rất là ngon và rất là đơn giản luôn. Và mình nghĩ là cái độ cay của cái công thức của mình mới vừa làm á thì là sẽ không có quá cay, và chứng minh là con gái của mình nó cũng ăn được. Đó, và bạn nào mà thích cay hơn thì mình cứ việc là cho thêm tương ớt Hàn Quốc vào nha. Bột ớt thì không cay nhưng mà tương ớt Hàn Quốc á thì nó sẽ cay nha. Đó, và bây giờ xin chào và tạm biệt. Mình hẹn gặp lại các bạn ở một video clip kế tiếp nha. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và ăn ngon. Đừng quên là nhấn subscribe cho mình và nhấn thêm cái chuông bên cạnh để mà khi mình có ra video clip mới, các bạn sẽ là một những người xem đầu tiên nha. Đó, và bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở một clip khác nha. Bye bye. Bye.